Sau gần một tuần nghị án, sáng 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 36 bị cáo, trong đó có ông Trần Hùng, cựu chuyên viên Tổng cục Quản lý Thị trường, về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, sản xuất buôn bán hàng giả. Xét tính chất mức độ vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, lời khai tại tòa, lời bào chữa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Hùng 9 năm tù về tội nhận hối lộ và phạt bổ sung 80 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Duy Hải, lao động tự do 27 tháng tù về tội môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát, 10 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Ba cựu cán bộ quản lý thị trường bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 6 năm tù. Theo nhận định của hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu hồ sơ và xem xét lời khai của người liên quan, nhận thấy những chứng cứ không đủ căn cứ cho rằng bị cáo Hùng có chứng cứ ngoại phạm. Từ đó, tòa kết luận bị cáo Trần Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, hướng dẫn Cao Thị Minh Thuận khai không đúng bản chất sự việc để không bị xử lý hình sự hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó, Trần Hùng nhận 300 triệu đồng từ Thuận thông qua người môi giới Nguyễn Duy Hải. Theo hồ sơ, bị cáo Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm đã có hành vi in, sản xuất tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả, có tổng trị giá hơn 260 tỷ đồng. Sau đó, nhóm tổ chức tiêu thụ trót lọt trên 6,3 triệu sách giả. Trong vụ án, Thuận là người chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã cung cấp một số vật tư y tế cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để tổ chức lấy mẫu, còn kit xét nghiệm và kit tách chiết chuyển đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để xét nghiệm cho người dân theo quy định phân luồng của tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Phạm Văn Thành một số cấp dưới đã không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, bỏ qua bước đối chiếu việc giao nhận sinh phẩm xét nghiệm với Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển. Do đó đã thanh toán cho Công ty Việt Á vượt 16.539 kit xét nghiệm và 16.548 kit tách chiết, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Vào cuối năm 2021, khi Bộ Công an xử lý vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á, hai bị cáo Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình đã sử dụng tiền cá nhân huy động các doanh nghiệp để bù lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Công ty Việt Á trên 18 tỷ đồng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu gửi Công an, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi về việc kiểm tra làm rõ trước thông tin báo chí và video clip đăng tải trên mạng xã hội thời gian gần đây có nội dung liên quan về người tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc đã có nhiều hành vi làm dư luận bức xúc, đặc biệt là trong đồng bào tín đồ Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giao Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện xử lý theo chức năng nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn, bà Nguyễn Phương Hằng còn mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học cùng tham gia livestream. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Tâm Trình, 40 tuổi và Nguyễn Văn Thọ, 42 tuổi, cùng ngụ Long Bình, thành phố Biên Hòa, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trình là phóng viên, Thọ là cộng tác viên của tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán có văn bản cho phép ông AD, 56 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, cải tạo thửa đất số 06, tờ bản đồ số 34 tại xã Phú Lợi, nên ông AD thuê chị TD, ngụ xã Phú Lợi, đục đá cải tạo thửa đất.
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, do lượng đá đục ra nhiều nên chị TD thuê xe ben vận chuyển số đất đá dư ra khu vực giáp ranh cho chủ đất làm hàng rào. Đến 10 giờ cùng ngày, Trình và Thọ đến thửa đất chị TD đang cải tạo để xác minh việc có đối tượng khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Thọ đã dùng điện thoại ghi hình cảnh xe ben vận chuyển đá và sau đó cùng Trình hẹn gặp chị TD, yêu cầu đưa tiền để không viết bài phản ánh sai phạm. Cả hai đề nghị chị TD hỗ trợ số tiền để viết bài tuyên truyền cho xã Phú Lợi mà không liên quan đến hành vi sai phạm của chị TD. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2023, tại quán cà phê xưa thị trấn Định Quán, khi chị TD đưa tiền cho Trình và Thọ thì bị công an huyện Định Quán bắt quả tang. Ngày 26 tháng 7, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 25 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Phương, 24 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đang bán ma túy, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu và Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Phạm Thanh, 27 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, đang tàng trữ thuốc lắc và một khẩu súng. Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thanh tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, công an còn thu giữ hơn 300 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy và 19 viên đạn. Đến 0 giờ 15 phút ngày 26 tháng 7, tại khu vực gần nhà Thanh, cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang Phạm Hà Thanh Thiện, 26 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thu giữ tang vật là ma túy tổng hợp. Theo điều tra, Phạm Thanh là đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự. Ngoài mua bán trái phép chất ma túy, Thanh còn hoạt động đòi nợ thuê.